chào, bạn đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Với tôi thì vùng đất cố đô có vẻ đẹp đặc biệt và nên thơ. Cho dù có đi bao nhiêu lần, đi vào bất cứ thời gian nào, tôi vẫn thấy Ninh Bình có vẻ đẹp riêng, không hề nhàm chán. Ninh Bình đẹp như bức tranh thủy mặc, khi mà vừa có núi non, vừa có sông nước với những chuyến đò ngược xuôi uốn lượn. Vào những ngày nắng cháy này, Ninh Bình lại khiến tôi phải trầm trồ và cảm thán khi cả núi sông được phủ một màu vàng rực của lúa chín. Đón chuyến xe lúc sáng sớm từ Hà Nội và tôi có mặt ở Tam Cốc sau đúng 90 phút. Tôi mua vé, lên thuyền và bắt đầu rẽ làn nước mát lành để tiến vào nơi non xanh nước biếc. Bác lái đò dừng lại ở ngay hang đầu tiên của hành trình, hang Gã. Từ chỗ neo đậu thuyền, tôi leo lên mỏm đá để muốn thu hết Tam Cốc vào tầm mắt. Leo được đến mỏm cao nhất, tôi ngây người vì khung cảnh hùng vĩ và đẹp như một bài thơ. Những vạt lúa vàng trải dài mênh mông, thấp thoáng trên ruộng đồng là chiếc nón của những người đang gặt lúa. Từng bông lúa trĩu nặng, báo hiệu một mùa vụ bội thu. Dọc theo sông là hình ảnh những lá cờ Phật giáo tung bay trong gió và tấp nập những chuyến đò chở khách tham quan. Tất cả những nét chấm phá này khiến cho Tam Cốc tràn đầy sức sống và càng thêm hữu tình hơn nữa. Lúc đi thuyền giữa những vạt ruộng vàng ươm, nghe tiếng lao xao cười nói, tiếng gọi nhau ý ới, càng khiến tôi thấy Ninh Bình vừa thân quen vừa ấm cúng. Dường như hình ảnh mùa hè được về quê chạy chơi trên những con đê, phơi lúa ở sân đình bên cạnh những gốc đa to của tuổi thơ, chợt ùa về rộn rã ở trong tôi. Một địa điểm khác có thể nhìn thấy Tam Cốc và những dãy núi trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau là trên đỉnh của hang Múa. Vượt qua 400 bậc thang có thể khiến bạn mệt mỏi và cảm thấy nóng bức, nhưng khung cảnh được thưởng ngoạn khi lên tới đỉnh núi sẽ khiến bạn thấy thật xứng đáng. Màu nâu của những dãy núi đá, thửa ruộng chỗ xanh, chỗ vàng trải dài, màu nắng, màu mây khiến khung cảnh càng thêm hùng vĩ và thênh thang. Thấp thoáng trong núi đá là những ngọn tháp nhọn hoắt, ngạo nghễ đứng đó hàng trăm năm. Không có gì ngạc nhiên khi hang Múa luôn thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến như vậy. Nơi đây, đứng ở bất kỳ góc nào, bạn cũng sẽ có những bức ảnh đẹp lung linh huyền ảo. Chia tay hang Múa, tôi chạy một mạch tới đầm Vân Long, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng châu thổ Bắc Bộ, để kịp đón hoàng hôn. Nước ở đầm rất trong, ngồi trên thuyền có thể nhìn thấy rong rêu, cây cỏ ở sâu dưới nước. Con thuyền đi xuyên qua những lớp cỏ xanh cao vút, nước trong leo lẻo, gió thổi hiu hiu. Ngước mắt lên sẽ thấy dãy núi sừng sững mà cảm giác thật thoải mái và nhẹ nhõm làm sao. Tôi suýt xoa không biết bao nhiêu lần với bác lái đò rằng quê hương của mình đẹp quá, tôi chỉ muốn thong dong mãi như thế này thôi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast Báo Tuổi Trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.